Cây táo đỏ được sử dụng làm dược liệu khác với cây táo đỏ dùng ăn quả tươi hiện bán trên thị trường. Cây táo đỏ hay còn gọi là đại táo thân gỗ, nhỏ, chiều cao trung bình của một cây trưởng thành là từ 6m, 7m. Thậm chí có một số cây cao tới 10m, 12m. Cây phát triển phân thành nhiều cành và nhiều lá, vì thế trông cây giống như một bụi cây lớn. Lá cây mọc so le trên cành, lá đơn, hình dạng thuôn dài. Chiều dài lá khoảng 3-7cm, mặt lá hiện rõ 3 gân lớn và nhiều gân nhỏ. Nách lá có gai nhọn, nhỏ. Cây bắt đầu ra hoa vào khoảng tháng 4, tháng 5. Hoa của cây đại táo có kích thước nhỏ, thường mọc thành cụm 7-8 bông, mọc ra từ kẽ lá. Hoa có màu vàng hoặc màu xanh nhạt. Cây đậu quả vào khoảng tháng 7-9, quả hình trứng lõm hai đầu, bên ngoài vỏ nhẵn bóng. Quả chưa chín có màu vàng nhạt hoặc màu xanh lục, khi chín chuyển thành đỏ, nâu đen ánh tía đặc trưng. Táo đỏ Tân Cương là một trong những tên gọi nổi tiếng, trở thành loại cây đặc trưng của Trung Quốc. Nguồn gốc của loại táo này là từ Bắc Phi, di thực sang Trung Quốc, Ấn Độ. Hiện nay cây táo đỏ có mặt tại nhiều quốc gia, phổ biến nhất là tại các nước thuộc khu vực nhiệt đới. Tại nước ta, do khí hậu và thổ nhưỡng chưa phù hợp nên việc nuôi trồng loại cây này còn gặp nhiều hạn chế. Một số tỉnh thành ở khu vực phía Bắc nước ta đã trồng thử loại cây này, tuy nhiên hiệu quả về sản lượng không cao. Do đó, nguồn táo đỏ trong nước chủ yếu được nhập khẩu từ các tỉnh Trung Quốc như Hà Nam, Tân Cương, Hà Bắc, Vân Nam, Tứ Xuyên. Ngoài ra, hiện nay táo đỏ Hàn Quốc cũng được nhiều người ưa chuộng. Cả hai loại táo đều mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Người ta thu hái quả táo đỏ để làm nguyên liệu chế biến món ăn, làm thuốc chữa bệnh. Thời gian thích hợp để thu hoạch quả là khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm, đây là thời điểm quả chín đỏ, chứa nhiều dưỡng chất. Táo sau khi hái sẽ được phân loại, rửa sạch. Có thể sử dụng quả khi còn tươi hoặc chế biến thành dược liệu khô để bảo quản sử dụng dần làm trà và món ăn bồi bổ cơ thể. Theo ghi chép Đông y, trà táo đỏ từ lâu đã là thức uống thanh mát và tốt cho sức khỏe được nhiều người yêu thích. Nếu bạn là một tín đồ của trà thì chắc bạn không còn xa lạ gì với thức uống trà táo đỏ nổi tiếng và được khá nhiều người yêu thích. Sản phẩm không chỉ là một thức uống thanh mát giúp giải khát ngày hè mà còn là thức uống dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, bạn có thực sự biết rõ các công dụng của trà táo đỏ mang lại cũng như những lưu ý khi sử dụng nó không? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về trà táo đỏ nhé! Táo đỏ còn được gọi là táo tàu hay hồng phơi khô, hay còn được gọi là táo tàu. Hồng táo khô là một loại thực phẩm dành cho sức khỏe rất nổi tiếng và phổ biến ở Trung Quốc. Táo đỏ khô Trung Quốc là một loại trái cây được sử dụng như một loại dược liệu trong Đông y. Loại quả này khá lành tính, rất hiếm khi xảy ra các tác dụng phụ và mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho người sử dụng. Và đặc biệt, loại táo này không hề chứa các độc tố gây hại, ảnh hưởng đến sức khỏe nên hoàn toàn an toàn cho người dùng. Táo đỏ sẽ được mang đi phơi hoặc sấy khô nguyên quả, sau đó được đóng thành từng gói, như vậy sẽ giúp bảo quản được táo đỏ lâu hơn mà vẫn giữ nguyên được những lợi ích cho sức khỏe. Táo đỏ sau đó sẽ được mang đi chế biến và là nguyên liệu của nhiều món ăn khác nhau. Trong đó, trà táo đỏ sản phẩm được nhiều người ưa thích nhất và phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Theo y học cổ truyền thì táo đỏ là một vị thuốc quý rất tốt với vị ngọt chua, tính ôn. Vì vậy công dụng của trà táo đỏ là rất nhiều và rất tốt cho sức khỏe, cụ thể như chống lão hóa. Táo đỏ có chứa rất nhiều vitamin, đặc biệt là có hàm lượng vitamin C khá cao nên có tác dụng chống lão hóa, đẹp da, cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Trà táo đỏ hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và làm giảm cholesterol nhờ thành phần quercetin có trong táo đỏ. Ngăn ngừa ung thư và cải thiện chức năng sinh lý. Công dụng của táo đỏ còn giúp ngăn ngừa ung thư, cải thiện chức năng đường ruột, hỗ trợ trị các bệnh về gan, cải thiện chức năng sinh lý cho người bị thận hư. An thần và giảm căng thẳng. Trà táo đỏ còn là thức uống giúp an thần, giảm căng thẳng mệt mỏi, bồi bổ khí huyết và phục hồi khí sắc cho người bệnh. Không chỉ vậy, nó còn là nguồn cung cấp các nguồn dinh dưỡng như protein, vitamin và dưỡng chất cho cơ thể. Trà táo đỏ có thể mua ở những cửa hàng bán thuốc đông y hoặc bạn có thể dễ dàng tìm mua nó ở các siêu thị, chợ truyền thống hoặc trên các trang thương mại điện tử. Cách pha trà táo đỏ cũng vô cùng đơn giản và tiện lợi. Bạn chỉ cần mua táo đỏ khô ở ngoài tiệm hoặc các siêu thị về rồi cắt thành lát mỏng,
Sau đó đổ nước sôi vào tương tự như cách pha trà thông thường là bạn đã có ngay cho mình ly trà táo đỏ thanh mát rồi đấy. Nếu chỉ pha trà táo đỏ theo cách thông thường có lẽ hơi nhàm chán và không có gì hấp dẫn và mới lạ cho thức uống của bạn. Vì vậy, bạn hãy theo dõi thêm 3 công thức pha trà táo đỏ dưới đây để làm phong phú thêm cho thức uống của mình nhé. Trà táo đỏ kỷ tử. Kỷ tử, một loại quả vô cùng tốt cho sức khỏe không hề thua kém táo đỏ. Với thành phần có chứa nhiều chất chống oxy hóa nên có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, ung thư. Trà táo đỏ kỷ tử là một loại thức uống khá phổ biến trong Đông y, nguyên liệu gồm có 2 trái táo đỏ và 5 trái kỷ tử. Đầu tiên, bạn rửa sạch táo đỏ và kỷ tử rồi để ráo nước. Sau đó, bạn cắt táo đỏ thành từng lát với kích thước khoảng 0,5cm. Cuối cùng, bạn cho kỷ tử và táo đỏ vào ấm trà và pha với khoảng 300ml nước sôi. Đậy nắp miệng và hãm trà trong thời gian 10 phút là bạn đã có ngay ly trà táo đỏ kỷ tử vừa thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe nữa đấy. Trà táo đỏ hoa cúc. Tương tự với trà táo đỏ kỷ tử, trà táo đỏ hoa cúc cũng là thực uống được nhiều người ưa chuộng. Hoa cúc không chỉ giúp làm đẹp da mà còn có tác dụng thư giãn giúp ngủ ngon. Nguyên liệu gồm có 2 trái táo đỏ, 1 muỗng canh hoa cúc khô. Cách pha trà táo hoa cúc như sau. Đầu tiên, bạn làm sạch cả táo đỏ và hoa cúc qua nước. Sau đó, bạn cắt táo đỏ thành từng lát vừa ăn, không cắt quá nhỏ. Cuối cùng, bạn cho hoa cúc và táo đỏ vào ấm trà và rót 300ml nước sôi vào, tiếp tục hãm trà trong thời gian 10 phút. Bây giờ chỉ cần mở ấm trà ra là bạn sẽ ngửi ngay được hương thơm ngào ngạt của táo đỏ hòa quyện với hoa cúc rồi đó. Trà táo đỏ gừng. Gừng không chỉ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người mà còn đặc biệt phổ biến và dễ tìm. Vì thế trà táo đỏ gừng cũng là loại thức uống khá rộng rãi giúp trị ho và rát cổ. Ngoài ra, nó còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ giảm cân. Nguyên liệu chuẩn bị để pha gồm có 2 trái táo đỏ, 1 nhánh gừng khoảng 2cm. Đầu tiên, bạn rửa sạch táo đỏ và gừng. Sau đó, bạn cắt táo đỏ và gừng thành từng lát với kích thước lần lượt là khoảng 0,5cm và 0,2cm. Cuối cùng, bạn cho gừng và táo đỏ vào ấm trà và pha với khoảng 300ml nước sôi trong ấm trà đậy kín khoảng 10 phút. Ngay sau đó là bạn đã có ngay ly trà táo đỏ gừng thơm ngon phù hợp để uống trong thời tiết lạnh. Với táo đỏ tuy là một loại lành tính, những lưu ý khi sử dụng trà táo đỏ bạn cũng cần một số lưu ý khi nấu trà. Bạn nên cắt quả táo đỏ ra thành từng lát vừa phải để khi đun chất ngọt và dinh dưỡng trong táo tiết ra hết. Ngoài ra, bạn đừng nấu với lửa quá lớn vì sẽ làm mất vitamin có trong hỗn hợp. Nếu đang dùng một số loại thuốc động kinh thì không nên ăn táo đỏ. Những bệnh nhân bị tiểu đường nên tránh ăn táo đỏ vì hàm lượng carbohydrate trong táo làm tăng lượng đường trong máu. Táo đỏ tươi và táo đỏ khô có thời gian lưu trữ khác nhau. Bạn có thể trữ táo đỏ tươi một vài tuần trong tủ lạnh, tuy nhiên nên sử dụng trong vòng 3 đến 4 ngày. Còn táo khô có hạn dùng lên đến vài tháng.